Chào cả nhà. Sau bao ngày trông đợi thì hiện tại bây giờ vườn nhà mình đã có lại cái giống ngó dâu Hana Nhật. Thì đây, những cái ngó rất là khỏe mạnh luôn cả nhà ơi. Nhìn như là cải vậy đó ha, như cải bị xanh vậy đó. Cái lá nào lá nấy xanh mơn mởn luôn. Và đặc biệt là những cái ngó này nó quá khỏe mạnh đi nên tiếp tục nó lại cho ra những cái ngó nữa này cả nhà. Cả nhà mua một ngó về mà sẽ có hai ngó luôn ha. Đó, những cái ngó mà nó quá khỏe thì nó lại đâm những cái ngó mới ra luôn. Nhìn nó xanh mướt luôn cả nhà. Cái ngó dâu Hana này á là rất là nhiều người hỏi mình ha. Thì cũng lâu rồi không có hàng à, nay có hàng mình chia sẻ cho mọi người. Nếu ai mà thích trồng cái giống dâu Hana này thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình để biết về thông tin giá cả ha. Còn đây là những chậu dâu đã trồng ổn định trong những cái chậu nhỏ như vậy. Cả nhà có thể mua về để như vậy và chăm sóc mấy em này là tưới nước và bón thêm phân. Và có thể thu hoạch hoặc là mình có thể ra những cái chậu to hơn ha. Hiện tại thì những cái cây này nó rất là khỏe mạnh và rất là nhiều hoa rồi nè cả nhà, cả những cái trái nữa. Những ai mà mới bắt đầu tập trồng dâu tây á, thì nên mua những cái cây dâu mà được trồng ổn định trong những cái chậu như vậy về mình tập trồng ha. Và một thời gian ngắn thôi những cái cây này nó sẽ đẻ ra những cái ngó và lúc đó mình sẽ chiết ra như cái ngó mà mình đã chia sẻ lúc trước này ha. Trước video đó mình chia sẻ cho cả nhà là mình sẽ chiết những cái ngó đó và mình sẽ ươm trồng ra cái khu vườn của mình nhiều dâu tây hơn và cứ thế là nó sẽ xanh sôi nảy nở rất là nhiều cây dâu cho cái khu vườn nhà mình ha. Mỗi buổi sáng ra ngắm những cái bông hoa này nè, nhìn nó đẹp rất là thuần khiết. Cái hoa thì đẹp rất là thuần khiết mà cái trái á, thì rất là sặc sỡ với những cái màu đỏ tươi. Ở đây thì cái bầu ổn định này á, thì mình có hai giống nha cả nhà, một giống niêu và giống hàng. Hai giống này thì rất là phù hợp với những khí hậu mà nắng nóng như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, Bình Dương, hay hoặc là Đồng Xoài. Nói chung là những cây này thích nghi rất là tốt với những cái vùng nắng nóng của chúng ta. Còn đây là những cây mâm xôi. Rồi ai thích mâm xôi thì cũng có thể liên hệ với mình luôn nha. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại những video kế tiếp.